thời điểm này chúng ta có một chiến lược đúng không ạ? Các anh chị nỗ lực để đạt được chuyến Nha Trang đúng không ạ? Có thể đưa được người thân mình đi, bố mẹ mình đi, vợ chồng cùng đi với nhau đúng không ạ? Con cái cùng đi với nhau. Thì đây là một cái chuyến mà nó vô cùng ý nghĩa. Và có một điều rất là đơn giản, Amway rất là dễ các anh chị. Chỉ cần chúng ta kiên trì thôi. Chúng ta kiên trì mỗi ngày, chúng ta kiên trì trong hành động của mình, kiên trì với ước mơ, kiên trì với mục tiêu của mình, nhất định chúng ta sẽ đạt được kết quả. Chúc tất cả các anh chị thành công. Đi là nhất, gia đình là nhất. Mỗi giây phút bên gia đình là một thời khắc ý nghĩa.